Xin chào anh em đến với kênh thị trường crypto và MMO, hôm nay mình chia sẻ tin về P Network. Nhóm nòng cốt P Network làm rất tốt công việc về tài liệu, chú ý đến P Network KIC. Thứ một, tầm quan trọng của tài liệu trong thế giới tiền điện tử. Trong một bối cảnh bị chi phối bởi công nghệ blockchain, tài liệu bằng văn bản đóng vai trò là nền tảng để xây dựng niềm tin và uy tín. Đối với hầu hết các dự án tiền điện tử, đặc biệt là những dự án mới, tài liệu là phương tiện chính để hướng dẫn cộng đồng của họ. Tài liệu phù hợp giúp người dùng hiểu dự án, cách sử dụng và cách giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Đối với P-Network, nơi hình dung trở thành một loại tiền điện tử có thể truy cập được cho tất cả mọi người, tài liệu là tối quan trọng. Bằng cách cung cấp hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu, họ có thể thu hút nhiều người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia vào hệ sinh thái P-Network. Thứ hai, những nỗ lực gần đây của nhóm nòng cốt. Tháng này, nhóm cốt lõi của p network đã tập trung vào việc nâng cao tài liệu của họ họ đã tung ra các bản cập nhật quan trọng để đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng truy cập thông tin họ cần các cập nhật này bao gồm hướng dẫn từng bước về cách thiết lập tài khoản thực hiện giao dịch và bảo mật tài sản của họ trong p network hơn nữa họ cũng đã cải tiến các tiêu chí và quy trình kic biết khách hàng của bạn để làm cho nó minh bạch hơn đây là một bước quan trọng để tuân thủ các quy định và xây dựng niềm tin giữa những người dùng p network thứ ba kic trong p network kic là viết tắt của biết khách hàng của bạn một quá trình phổ biến trong thế giới tài chính và tiền điện tử trong bối cảnh của p network kic là một bước cho phép nền tảng xác định rõ hơn người dùng của mình với kic mạnh mẽ p network có thể giảm thiểu rủi ro lạm dụng tài khoản và các hoạt động bất hợp pháp khác Quy trình KIC trong P-Network liên quan đến việc xác minh danh tính của người dùng bằng cách tải lên các tài liệu nhận dạng chính thức như hộ chiếu hoặc bằng lái xe. Mặc dù đây có vẻ như là một bước bổ sung, nhưng đó là một cách để giữ an toàn cho hệ sinh thái P-Network và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Thứ 4. Lợi ích của KIC trong P-Network Người dùng hoàn thành KIC trong P-Network có thể được hưởng một số lợi ích. Đầu tiên, họ có quyền truy cập tốt hơn vào các tính năng hệ sinh thái khác nhau, bao gồm khả năng tham gia vào các giao dịch lớn hơn và tham gia vào các dự án quan trọng hơn. Hơn nữa, KIC có thể thấm nhuận mức độ tin cậy cao hơn giữa những người dùng, có khả năng dẫn đến sự phát triển cộng đồng mạnh mẽ hơn. Thứ năm, Các bước kiểm tra tài liệu Kiểm tra tài liệu P-Network mới nhất là một quá trình đơn giản. Người dùng có thể truy cập trang web chính thức của P-Network và tìm phần tài liệu hoặc hướng dẫn sử dụng. Ở đó, họ sẽ tìm thấy một bộ hướng dẫn toàn diện và thân thiện với người dùng. Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, người dùng có thể tối đa hóa trải nghiệm Pi Network của họ. Thứ 6, khuyến khích đi theo sự dẫn dắt của nhóm nòng cốt. Công việc được thực hiện bởi nhóm cốt lõi của Pi Network trong việc tăng cường tài liệu đóng vai trò là một ví dụ đáng khen ngợi cho các dự án tiền điện tử khác noi theo. Tài liệu mạnh mẽ là nền tảng cho sự thành công của dự án dài hạn và Pi Network đang thể hiện cam kết của mình về vấn đề này. Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng tiền điện tử đặc biệt chú ý đến tài liệu, vì nó sẽ hỗ trợ họ thực hiện các bước đầu tiên để sử dụng thành công và an toàn. Trong một thế giới tiền điện tử không ngừng phát triển, Pi Network đã chứng tỏ mình là một dự án quan tâm sâu sắc đến cộng đồng và sự phát triển của nó. Với tài liệu được cải thiện và quy trình KIC rõ ràng, họ đang củng cố vị trí của mình với tư cách là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tiền điện tử có thể truy cập được cho tất cả mọi người